rửa sạch cái phần đầu nè, các bạn chỗ này nhớt lắm nha các bạn, nhớt còn nằm ở đây nè, nằm đây nè, nhớt nè. Chúng ta bóp muối nha. Còn chúng ta bóc muối, không các bạn. Ướp muối xong rồi ruột nó sạch và trắng rồi nha. Giờ chúng ta sẽ thắt lại. Ta thắt ba nha, ba cọc nha. Thắt cho thế nào hết cái này thì chúng ta rút của nó lại. Bây giờ để khử mùi tanh của thịt là mình dùng gừng ướp gừng nha các bạn. Ướp gừng vào. Nó mình dùng rượu trắng nha các bạn, rượu gạo á, chứa một ít lên để cho nó khử mùi tanh. Sau khi mà ướp để khử mùi tanh của vịt xong rồi mình tiếp tục ướp gia vị dần các bạn. Mình thì ăn cay nên mình sử dụng cả mấy cái ớt hay nhiều nha. Đây là bột ướp thịt nướng. Trong gấu giọng hả? Trong gấu giọng hả? Ít xa, giờ này chạy vô trong. Thôi đang làm vịt nướng nè. Ướp ớt, sa tế ớt.
Mình cho thêm một mớ ớt với sả vô nè các bạn. Quá kinh nghiệm luôn. Có hai người vậy hả? Hai người rồi. Đã không? Tôi xịu. Tôi vậy. Không sẽ út cho thôi. Mua không? À, thịt dầu vậy. Chín nữa ta. Kéo bán không? Cua ta. Bán không bán? Thì ma. Cắt dưới này nè. Cắt dưới. Nó lấy chén rồi.
Chính thì độ đem biết rồi giống như tạt đưa miếng giấy thằng giấy đây thằng giấy nó dính rồi thằng giấy em bẻ sát vô á sát vô á mà mày ấy mới được dính như trời. Ừ rồi thôi thôi khỏi dính này thấy hơi máu hả ta tụi bà đi sao đó. Để đi nào ăn không được thì chiên lên. Dám ăn không? Không. Thì cảo rồi. Nắng nắng còn ra. Nó hoành hai đổ. Đổ hai vô cái là xong. Ừ, đổ vô chai chứ tao đổ xong rồi. Ừ, tống rồi còn máu mè le kìa. Đang nín xương. Mẹ ngoại chính rồi. Quay thường thường nó vậy đó quá. Cắt ngang dưới nè, dưới cắt lên dài dài là một cái chân. Ít ăn vịt lắm, ừ, ăn cá tôi. Không ạ. Rồi thì đi về đi phải không? Ừ, có câu về. Nóng xịu, nóng khổng rồi. Nè, đây 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 đây. Có bia Corona luôn nha mọi người. Máu không? Được rồi. Đây cái nào ạ? Chính rồi, cắt luôn nha. Ừ, chính cắt luôn đi. Chính rồi á. Cứ ứ thành thôi ngon. Làm rồi. Cái đùi đi. Thôi được đi. Ứ nín sống gì. Tái còn được. Bóp sát vô. Biết rồi nhưng mà nó cứ là cái chia này cái hạt giải này. Chưa nó sụp rồi. Úi trời. Vô cái đồ đi. Nó cắt nghỉ luôn cái gì? Cắt vậy má, cắt vậy sao ăn. Ăn này xong nghỉ luôn. Cái nhỏ. Cái nhỏ. Đó, tìm tìm. Nghiến á, nghiến từ từ á. Ừ. Mình phải đầu tư cái kéo mới nữa rồi. Thì sụn máu này. Ừ, máu với con nín nè. Quẹ mấy, để vô mẹ rồi làm lại được rồi. Bây giờ mình cắt ra mà ấy. Cắt ra luôn đi, lỡ rồi cắt. Vừa được ăn nữa ta. Chặt vụt quá bài. Thất bại. Hello mọi người nha. Này cá hường mình anh. Nay là dự định là nướng vịt nha mọi người. Nướng cái mỡ nó nhiễu rồi nó cháy lên thì không nướng được. Chuyển sang chiên. Chiên mà bây giờ vẫn còn ứ máu rồi mất chiên lại xíu nữa mới dùng được mọi người. Mình ở đây không có ăn nín được, ăn sống được. Không mới nữa anh Nhân ơi. Quay hết ám nha mọi người. Dịch trốn dịch mà dịch vẫn bị dịch giật. Vì Corona. Ê, bị phạt 7 triệu gửi. Tao nghe bạn nói ở trên hình ngữ. Lấy cây để nóng à. Như trời. Đó mấy gà quay hắc ám rồi tôi dịch quay hắc ám. Nhìn nướng bóng đêm rồi. Trời ơi trời. Phải nhúng lửa anh Tinh. Đừng có bỏ lửa để được. Đây nè nghe, đây nè, mình chiên cái lần này lần thứ 3. Chúng ta đéo được ăn mọi người.
không ê, cái đầu chắc chín rồi. Ơi cái nào ăn được mình ăn từ từ đi chứ mình đợi biết chừng nào mới xong. Thôi nhúm lửa luôn, để lửa vậy đó, nóng nóng rồi chín vô. Rồi gọi bưng lên đi thầy. Này không, này không nói cắt hồi sống nữa. Mùa dịch này uống bia Corona là chống dịch nha các bạn. Đây còn bên kia là sợ không có dám uống cái bia này, uống gù đế, thảo uống gù đế chứ không uống bia. Có gì vậy? Mất tiêu. Sao không hút lại? Ra tiếng rồi quá. Đấy đấy. Camera bị hư rồi quê. Mờ quá hả gì? Nó bị nhiễm mỡ. Dịch mỡ quá. Quá đen rồi. Đen quá đen nè. Corona. Thấy Facebook á đăng cái gì nè anh nhân cầu gì cầu qua dịch, cầu qua dịch Corona.